Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến tất cả cách buộc sợi dây chuyền chế tác theo yêu cầu cho khách hàng. Và sợi dây chuyền này được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra AU750. Và mẫu dây chuyền này khách hàng đặt dựa trên mẫu Kỳ Lân đang đeo. Đây là mẫu Kỳ Lân đang sử dụng, đang dùng. Các mắt dây chuyền lại với nhau là những mắt dạng mắt xích và logo của Kỳ Lân Luxury. Khách hàng cũng yêu cầu mẫu y chang như của Kỳ Lân đang sử dụng, nhưng thay thế khác biệt là cái logo của Kỳ Lân thành cái logo công ty của khách hàng. Và một yêu cầu nữa từ khách hàng đối với sợi dây chuyền này, đó chính là phải nặng gấp đôi cộng dây chuyền của Kỳ Lân đang đeo. Và cộng dây chuyền này có trọng lượng nặng hơn gấp đôi. Đối với sợi dây chuyền của Kỳ Lân thì Kỳ Lân để lên cái căn này là cho chúng ta biết chính xác thông số là bao nhiêu vàng luôn, thì hiện lên là 2 lượng 79 30. Đối với sợi dây chuyền của khách hàng thì Kỳ Lân căng thử sẽ như thế nào, vượt quá cái mức cho phép của cái căn này luôn, nên là cái màn hình hiển thị lên chiếc ngược luôn. Vậy thì mình phải căng bằng số gam, bằng cái căn gam này 207,9 gam, và mình sử dụng theo công thức tính toán thì là chạy ra 5 lượng 544. Và theo thông số tính toán được thì sợi dây chuyền này sắp xỉ gấp đôi trọng lượng sợi dây chuyền của Kỳ Lân đang sử dụng. Xem kích thước của hai sợi dây chuyền, nhích hơn một xíu về độ to, chiều dài thì cũng nhích hơn một chút xíu. Kỳ Lân có đi giám định ở trung tâm này, đơn vị này là đơn vị chuyên giám định vàng bạc đá quý, và họ chứng thư giám định trang sức cho mình. Sau khi họ nhận sản phẩm của mình để giám định thì họ sẽ kiểm tra, họ đo, phân tích bằng máy móc chuyên nghiệp chuyên dụng của họ, và họ xác định cho chúng ta bằng cách là ra giấy chứng thực. Họ sẽ chụp hình sản phẩm của mình và họ niêm phong vào đây bằng tem và đóng mộc của công ty, có trọng lượng là 207,95 gram, và họ ghi rõ là kim loại quý Rougon vàng hồng 18K, tuổi vàng được xác định bằng phương pháp phổ huỳnh quang tia X theo tiêu chuẩn quốc gia. Và bây giờ Kỳ Lân xin phép được trải nghiệm thực tế sản phẩm này vào mình để cho khách hàng nhìn qua video có thể xem hình dung được, bởi vì khách hàng này ở xa, đặt hàng qua gọi số hotline của Kỳ Lân Luxury. Ở đây có một cái chốt khóa nối giữa cái cước này và cước này, thì mình sẽ bật cái càng này ra. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cái chốt ở đây để kéo ra. Rồi, sau đó mình sẽ thử. Wow, sáng bóng vô cùng. Nếu như mình đeo ngoài này thì quá hoành tráng luôn. Thôi đưa vào trong cổ. Tại vì khách hàng này có thân hình to hơn Kỳ Lân và cao hơn Kỳ Lân luôn, nên là Kỳ Lân làm một cái dây chuyền nó dài và nó dày và nó to thì mới vừa được khách hàng. Cái này mà đeo cái chìa khóa xe Mercedes bằng vàng và kim cương của Kỳ Lân vô thì đúng bài luôn. Cái chìa khóa xe này, tất cả chi tiết bên ngoài này đều là từ vàng khối chế tác ra, vàng AU750 và đến kim cương. Trọng lượng của cái chìa khóa xe này là hơn 3,5 cây vàng và viên kim cương chủ rất to và đẹp. Và tất cả cái phụ kiện trang sức trên cái áo mà Kỳ Lân đang sử dụng này, như là nút nè, cũng được chế tác từ vàng nguyên khối chế tác ra, vàng AU750 và đến kim cương full viền tròn ngoài. Logo bên trong là logo vương miện của Kỳ Lân Luxury, cái logo biểu trưng của sự cao quý. Và cái logo mà Kỳ Lân đang sử dụng trên ghim kẻ áo này cũng được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối chế tác ra, và có đến 3 viên kim cương vuông trên logo, trong cái logo vương miện này. Kể cả cái mặt chìa khóa xe, mặt chìa khóa dây chuyền, cái mặt này gọi là mặt chìa khóa dây chuyền cũng là đồng thời là cái chìa khóa xe Mercedes, cũng có logo vương miện và đến 3 viên kim cương vô trong cái logo vương miện. Mặt dây thắt lưng mà Kỳ Lân đang sử dụng cũng vậy, được chế tác từ vàng nguyên khối chế tác ra hai màu vàng, vàng trắng và vàng hồng Rougon, và trong này có 3 viên kim cương vuông. Cái mặt bên trong logo này là full vàng hồng. Khi mà Kỳ Lân không thích đeo vào mặt dây chuyền, Kỳ Lân muốn độc lập và Kỳ Lân chỉ thích dùng cái móc chìa khóa này để làm chức năng là mở xe đeo vào trên quần đó.
thì bộ phụ kiện sẽ trở nên như vậy: dây chuyền, ghim cài áo logo, nút áo, chìa khóa xe, dây thắt lưng, giày và kỳ lân thường đi combo với nhau, kể cả dây thắt lưng, kể cả ốp lưng điện thoại, giày, túi sách, tất cả mọi cái kỳ lân thường đi combo với nhau. Điểm này rất đặc biệt và thú vị luôn, chắc chắn mọi người xem sẽ rất là thích và sẽ comment rất là vui. Đó chính là ở sau cái túi quần sau, Kỳ Lân cũng có gắn một cái nút vào đây để mà mình mở ra mới vào, để bỏ ví vào. Cái ví cũng là combo với sản phẩm đồ da Kỳ Lân đang sử dụng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.